Bắt đầu nhá, ta chưa bài về nhà trước. Nào, ghi cho thầy này, chữa bài về nhà. Bài 112 trước này. 112. Ở đây họ cho mình là tập hợp P các cái số là đây. Đây ta cho tập P gồm số 0, số 4 và số 9. Được chưa? Người ta bảo là hãy viết các số tự nhiên có 3 chữ số và tập hợp các chữ số của nó là tập P. Rồi, ok. Ở cái câu này cái cách diễn đạt nó khác cái bài trên lớp mình làm nhá. Đây này, nó bắt viết này. Nó bắt viết là số có 3 chữ số. Số đây có 3 chữ số. Thầy phân tích từng yêu cầu rồi nhá. Và tập hợp các chữ số của nó. Các chữ số của nó là P. À mà nhìn này, trong P của mình có đúng 3 phần tử mà tập các chữ số của nó lại là P. Thế vậy thì thực ra bài này là gì? Chúng ta sẽ lấy nguyên 3 cái phần tử này, chúng ta gì? Chúng ta xếp vào tạo thành một con số. Và đây mình hiểu cái đề bài này này là họ muốn mình này để viết, thầy giải thích cái đề bài này, viết ra các cái số có 3 chữ số khác nhau các bạn nhá. Khác nhau. Đấy, từ các cái phần tử của P. Nhá, chúng ta sẽ viết ra các cái số khác nhau từ các phần tử của P. Được chưa? Tức là mình sẽ sắp xếp lại con này thôi. Đấy, cái cách diễn đạt của đề bài nó khác cái bài mình làm trên lớp. Nên là đôi khi các bạn đọc qua bạn sẽ thấy là gì nó khó khăn. Thế vậy thì mà khi mà thầy đã giải thích cái này rồi thì chúng ta viết rất là dễ đúng không? Đấy, các số mình viết được là số nào nhỉ? Số đầu thì không thể là số 0 được rồi. Đúng không? Ví dụ là 409 này. 490 này. Đúng không? Rồi là 904 này. Rồi 940. Hết. Được chưa nào? Đấy. Câu A chúng ta chỉ có 4 số thỏa mãn thôi. Được chưa? À, đây là các số nó khác nhau các bạn nhé. Đấy, các số nó khác nhau. Giờ đến câu B này. Thầy yêu cầu câu B đó là có 3 chữ số lấy trong tập P. Có 3 chữ số lấy trong tập P. Được chưa? Có 3 chữ số lấy trong tập P. Thế vậy ở trường hợp này thì người ta chính là người ta không cần phải khác nhau gì cả. Các chữ số con có thể lấy là gì? Lấy lặp lại cũng được. Được chưa? Cứ lấy trong đây là ok. Được chưa? Có thể lặp lại. Ví dụ lần thứ nhất lấy số nào cũng được. Được chưa? Lấy số 4 ra. Đấy, viết các số ra kể ra như này khá là nhiều đúng không? Bởi vì nó có thể lặp lại nữa. Thế vậy thì đầu tiên thầy kể các số bắt đầu là số 4 đấy nhá. Kể làm sao để đỡ bị sai. Đầu tiên thầy kể bắt đầu là số 4 này. Bắt đầu là số 4 này. Ví dụ là nếu mà lấy chỉ lấy mỗi số 4 ra không thì mình được số 444. Đúng không? Rồi nếu lấy số 4 với số 9 thì sao? 449 này. Rồi 494 này. Đúng không? Rồi là nếu mà 499. Đấy, thầy đang kể các số là bắt đầu bằng số 4. Đấy, bây giờ thầy lấy là 40 này. 3 con 4 này. Hoặc là lấy mỗi 49 thì biết được này, hay là lấy gì? Đây. Ba con này sẽ lấy mỗi 49 này. Dạ. Lát nữa đầu 9 sau nhá. Đầu 9 sau không kể lung tung, không nói nhầm. Rồi, bây giờ thì nếu lấy mỗi 40. Đây nhá, đây là lấy mỗi số 4 này. Đây lấy số 4 với số 9 này. Ví dụ bây giờ thầy lấy số 4 với số 0 nhá. 4 với số 0 thì được số 400 không? Đúng không? Được số 400. Được số 404. Số 440. Hết rồi đúng không? Rồi hết rồi. Đấy, đầu 4. Đây nhá. Lấy mỗi 4 này thì được số này, lấy 49 được số này, lấy 40 được số này. Thấy chưa? Bây giờ mình lấy cả 3 số. Mình lấy cả 4 cả 0 cả 9. Mình lấy cả 4 cả 0 cả 9 lấy hết. Thì được là 409 này. Được chưa? 490 này. Nha, 409, 490. Hết rồi.
Đấy, thì dưới đây là đầu tiên là thầy kể hết các số là đầu 4 trước. Đây này. Tất cả số này là đầu 4. Đầu 0 thì không được rồi. Sau đấy thầy kể đến đầu 9 nhá. Đấy, tương tự thầy kể như kiểu này với đầu 9 là thầy sẽ ra. Các con kể này thì không bao giờ nó bị sót, nghe chưa? Nếu mình đang kể đầu 4 xong tự dưng nhảy đến đầu 9 ấy thì rất dễ khả năng là mình kể bị sót hoặc là kể bị thừa. Hay là một số nào đấy kể hai lần nó có số ấy, không được kể lần nào. Đấy thì chú ý cái chỗ đấy. Chỗ đầu 9 này nếu đấy thì lấy mỗi số 9 được số 999. Được một số thôi. Được chưa? 99 này bây giờ nếu thầy lấy 4 49. Nhưng đầu 9 là đầu 949 này. 994 này. Ok không? Hay là 944. Đấy, thế là được 3 số nữa. Đấy, thì lấy mỗi 49 ra. Sau đó thầy lấy mỗi 90. Đấy, số 900 này. 909 này. 990 này. Hết chưa? Đó. Sau đó mình kể lại cả ba ba cái thì cái này nó lại trùng ở trên đây. Nếu mà cả 3 4 9 0 thì nó trùng ở trên đây rồi, cái này hết rồi. Không kể được nhá. Đấy, như vậy là mình đủ rồi. À không đủ nhỉ? 4 9 0 còn đầu 9 nữa. Sorry các bạn. 4 0 9 còn đầu 9 nữa. Thì là 9 0 4 và 9 40 nữa. Đấy như này là đủ này. Vậy tổng được bao nhiêu số tất cả? 1 này, 4 này. Vậy mỗi cái này mình được 9. Vậy tổng là được 18 số đúng không? Nếu về số lượng thì mình thấy là mình kể được 18 số tất cả. Đấy, tổng là 18 số tất cả. Nào các bạn nào ở nhà kể đủ bằng này số không? Bạn nào kể đủ được cái này ấn giơ tay thì xem nào. Đấy, các nào kể được hết bằng này 18 số không? Đấy, nó bảo có 3 chữ số lấy trong tập P nhá. Thì 3 chữ số đấy có thể lấy lặp đi lặp lại cũng được. Đấy, thì cái lưu ý chỗ này. Câu A nhá, nếu đề bài như ra như câu A thì các bạn nhớ ở đây là người ta muốn là tập hợp các chữ số của nó là P, có nghĩa là gì? 3 chữ số đấy chỉ có thể là 3 số này thôi và không được lặp lặp lại. Tức là các chữ số của nó phải khác nhau. Đây còn các chữ số ở câu B này là có thể giống nhau được. Có thể lặp lại được nhá. Đây chỗ này mà hoặc là các chữ số có thể giống nhau nhá. Đấy, các chữ số có thể giống nhau. Đấy, câu A thì các chữ số phải khác nhau. Thầy ơi, Sao em? chỗ em Thảo với cả em Ngọc ấy ạ, Ừ. bạn Ngọc thì chưa nộp bài tập. Giờ thầy đẩy lên thầy chữa ra 114 nhá. Nào, 114 này. Và 114 người ta là từ một số tự nhiên có 3 chữ số cho trước. Đây nha, từ này. Một số tự nhiên có 3 chữ số. Có 3 chữ số cho trước này, ta sẽ được số nào nếu nhá, bây giờ ta nó người ta sẽ là cái bài toán người ta biến đổi cái số này này đi. Nhá, người ta gì à? Cái câu A là bây giờ là bảo viết thêm chữ số 0 đấy, vào tận cùng bên phải chỗ đó. Thì cái này các bạn chắc các bạn dễ rồi. Viết thêm cái chữ số 0 tận cùng bên phải số đó. Nào, cái câu A này ai biết à? Ai biết cái câu A này là nó làm như thế nào? Ấn giơ tay thì xem nào. Bạn nào biết câu A này, khi viết thêm số 0 ở bên phải số đó thì số đó biến đổi như thế nào? Nào, khi viết thêm số 0 ở bên tay phải. Ví dụ số đầu là 3 chữ số thì thầy biểu diễn nhá, nó chẳng hạn nó là ABC. ABC gạch ngang trên đầu, được chưa? Đó, bây giờ thêm số 0 vào tên bên phải thành ABC0 gạch ngang. Như vậy đang là từ 3 chữ số thành là số có 4 chữ số này. Biến đổi thế nào nhỉ? Thảo Linh. Số mới nó như thế nào? Em thưa thầy là số mới nó gấp số cũ 10 lần ạ. Gấp số cũ 10 lần. Em có giải thích được tại sao nó gấp 10 lần không? Giải thích tại sao gấp được 10 lần không?
Đấy. Nếu như chẳng hạn ai biết là thêm thêm số 0 ở bên phải là gấp 10 lần, chứ bây giờ có giải thích được tại sao nó gấp 10 lần không? Đấy. Đấy nha, nhìn này, nhìn thầy dùng cái cách phân tích số này, thầy giải thích này tại sao gấp 10 lần. Đầu tiên nhá. Đấy, trả lời này. Nếu viết thêm chữ số 0 đấy, vào tận cùng bên phải số đó, được chưa, thì số mới nhá sẽ gấp 10 lần số ban đầu, được chưa, thì số mới sẽ gấp 10 lần số ban đầu hay là số cũ đấy. Bây giờ thầy giải thích này, tại sao là như thế này, được chưa. Cái số lúc đầu của mình nhá, chẳng hạn đây thầy gọi này, cái số lúc đầu sẽ là này, mình gọi là a b c gạch ngang trên đầu nhá. Đây là ký hiệu cho một số tự nhiên có 3 chữ số. Ở đây nhớ thầy là cái số số a nó khác không nhá. Đấy, a nó phải khác không để đảm bảo là số tự nhiên có 3 chữ số. Sau đó thì cái số lúc sau sẽ là này, a b c 0 gạch ngang. Đấy, số mới, số lúc sau ấy sẽ là a b c 0 gạch ngang. Rồi, giờ thầy biến đổi cái số này này. Đấy, ta có số a b c 0 gạch ngang ấy. Nào, thì giờ phân tích như sau này. Chúng ta thấy là cái chữ số 0 này là hàng đơn vị. Ok, chữ số 0 này là hàng đơn vị này. Đây là hàng đơn vị. Bây giờ ví dụ C này là hàng chục đúng không? Nhưng nếu thầy nhóm cả bọn này lại với nhau thì thầy cứ tạm coi là A, B, C là đấy, nó là phần liên quan đến chục nhá, hàng hàng chục, thầy nhóm hết cả A, B, C đi với nhau. Thế vậy thì lúc này thầy sẽ phân tích thành như thế này. Bây giờ có phải là nếu mà đơn là hàng chục thì mình sẽ nhân với 10 không? Hôm trước mình học rồi. Hàng chục nhân với 10, hàng đơn vị thì nhân 1 đúng không? Hàng trăm thì nhân 100. Thế vậy hàng chục thì mình sẽ thấy là lấy cả cái A, B, C này. Lấy cả cái A, B, C này thì nhân với 10. Còn hàng đơn vị thì là không thì có phải cộng cũng không, không có tác dụng gì đúng không? Hay nó chính là gì? A, B, C viết lại A, B, C nhân với 10 thôi. Vậy cái số này này, cái số ban đầu có phải là chính là 10 lần số ban đầu không? Đúng chưa? Đây chính là 10 lần số ban đầu ấy này. Này, đây là 10 lần số ban đầu. Đấy, nếu mình phân tích, hoặc là mình nếu mình phân tích kỹ ra từng cái thành phần một ra, A nhân bao nhiêu, ví dụ ở đây A nhân 1.000 này. Đấy, B nhân 100 này, C nhân 10 này, thấy chưa? Thì nó cũng sẽ ra như vậy. Đây là thầy muốn viết cho nó gọn luôn này. Số lúc đầu của mình ABC không? Đây là ABC nhân 10 nhá. Tức đúng là 10 lần số ban đầu rồi. Đây là cái phần giải thích của thầy thôi nhá. Đấy, bài này thực ra bạn chỉ cần trình bày, bạn trả lời là được rồi. Được chưa? Bài này giải thích thôi, để thầy cho mình hiểu với nhau. Rồi, đây là câu A nhá. Tóm lại là câu A sẽ là gấp 10 lần số ban đầu. Sang câu B. Người ta muốn là mình viết thêm chữ số 1. Viết thêm chữ số 1 vào trước số đó. Viết thêm chữ số 1 trước số đó. À, vậy tức là nó đang như thế này, đang là ABC. Thì mình thành cái gì nhỉ? Thành có phải là 1 ABC không? Đấy, đang ABC thành 1 ABC. Đang từ ABC thành 1 ABC. Nào bây giờ cần giải thích ai 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 là nhà đã ra được kết quả câu B rồi. 114. Bạn nào ở nhà đã có kết quả bài này rồi. Cái số mới nó sẽ biến đổi như nào các bạn? Bạn nào biết giơ tay thì xem nào. Đấy, 1 ABC và ABC thì nó có liên quan như nào? Đấy, các bạn đều bỏ lại câu B à? Đâu rồi, không thấy cánh tay nào, vừa thấy cánh tay xong lại lại hạ xuống à?
Được rồi, không có cánh tay nào à? Tuấn ở nhà làm bài này chưa? Tuấn. Dạ. Cái B này là ra như nào hả Tuấn? Nhưng mà em không biết nó có chắc Cứ không, cứ nói kết em quả thôi. Đúng đúng sai không không quan trọng. Cứ nói thì nghe xem nào. Số mới như nào với số cũ? À, nó có thể nó gấp này, nó có thể nó hơn này, nó có thể nó kém này, hoặc là nó vừa gấp vừa hơn gì đấy chẳng hạn. Nó như nào? là gấp 11 lần Gấp lên bao bao nhiêu lần? Gấp 11 à? lần số cũ ạ. 1.000 lần. À, ok. Thảo Linh thì ra cái gì Thảo Linh? Như thầy là Nó gấp số mới hơn số cũ hơn 1.000. 1.000 gì? 1.000 lần hay là 1.000 đơn vị hay 1.000 gì? 1.000 đơn vị. À, hơn số cũ là 1.000 đơn vị. Ờ, để thử xem nhá. Giờ thầy thử biến đổi trước đi, xong thầy kết luận sau đi. Nào, bây giờ thầy có này. Cái số mới của thầy đang là 1ABC. Được chưa? Thế vậy thì rõ ràng cái chữ số 1 này này, nó là hàng nghìn đúng không bạn? Nó là hàng nghìn. Đấy, thầy coi là số 1 này đứng một mình, ABC đi với nhau. Ok, 1 này là hàng nghìn, bây giờ thầy sẽ tách nó ra. Thầy tách nhưng mà thầy không tách tất cả tật. Thầy tách này, 1 là hàng nghìn có phải là 1 nhân 1.000 không? Đấy, hàng nghìn nhân 1.000. ABC thì kệ nó, tách riêng nó ra. Ô, này 1 nhân 1.000 có phải là đúng là 1.000 không? Vậy là bằng ABC ngang cộng với 1.000. Này, đây có phải là số cũ này, số ban đầu chính ABC không? Cộng thêm 1.000 không? Đây 1.000 cộng ABC hay chính là ABC cộng 1.000 này. Vậy là số mới hơn số ban đầu là 1.000 đơn vị. Đấy, đúng như cái phương án mà bạn Thảo Linh vừa 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 nêu nhá. Thế vậy ta nhìn thấy ngay này, đây này, đây là chính cái số ban đầu này mà cộng thêm 1.000 này, vậy số mới hơn số ban đầu 1.000 đơn vị. Đấy, bạn nào mà hồi lớp dưới lớp 5 mà chúng ta có học đội tuyển nâng cao ấy thì những cái bài này chúng ta đã từng gặp rồi nhá. Lên lớp 6 thì bài nâng cao của nó cũng có những cái dạng bài về số học này, các bài toán liên quan đến chữ số. Nào, các bạn chuyển cho thầy này, chúng ta kẻ vở đi, chúng ta ghi bài hôm nay. Nó thầy đã dạy các bạn được hai bài đầu tiên rồi, hôm nay chúng ta sang bài thứ ba. Thực ra những bài đầu tiên này thì thường nó khá là đơn giản, nó có rất nhiều phần kiến thức chúng ta đã học ở hồi trước rồi nhá. Ghi thầy này, bài số 3 này, ghi thứ ngày tháng cái đi. Thứ bảy ngày 28 tháng 8 năm 2021, được chưa? Nào, bài số 3 nhá. Bài 3. Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên, được chưa? Nào, lại vào phần thứ nhất, a lớn. Thế nêu lý thuyết trước đã, chúng ta cần học lý thuyết xem là bài này nó có những cái lý thuyết gì, cái gì là cái biết rồi và cái gì là cái mới. Chưa, lý thuyết này. Các bạn ở đây chắc chắn chúng ta đã từng có cái tình huống là chúng ta ở trên trường ấy, chúng ta phải xếp hàng để chào cờ này, xếp hàng ở tập thể dục này, thấy chưa? Thì cái việc bạn xếp hàng là bạn đã từng làm rồi, đúng nhỉ? Thì xếp hàng đây, ví dụ bạn thứ nhất này, bạn thứ hai này, bạn thứ ba này, bạn thứ tư này, bạn thứ năm này, ví dụ đây là chẳng hạn hàng dọc như này cũng được, hoặc là có thể khi là xếp hàng hàng ngang, thấy chưa? Đó thì rõ ràng mình để ý này, có phải là chúng ta sẽ có một cái thứ tự không? Ví dụ đây bạn số thứ nhất, số 1 này, số 2, số 3, số 4, số 5, tương tự đây vậy, 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, vân vân. Được chưa? Thì chúng ta tiếp xúc với tập hợp các số tự nhiên ngay từ hồi các bạn học lớp 1. Đúng không? Từ hồi lớp 1 các bạn đã được tiếp xúc với số tự nhiên rồi. Thế vậy thì thứ tự trong cái tập số tự nhiên là như thế nào? Đấy, thì chúng ta ghi cho thầy này. Phần 1 nhỏ. Thứ tự
của các số tự nhiên. Thứ tự của các số tự nhiên. Hôm trước chúng ta đã học về tập hợp số tự nhiên rồi. Một bạn cho thầy biết là tập hợp số tự nhiên ký hiệu bởi chữ gì nhỉ? Ai biết giơ tay này. Tập hợp số tự nhiên ký hiệu bởi chữ gì? Ngọc Linh, tập hợp số tự nhiên ký hiệu bởi chữ gì con nhỉ? Em thưa thầy là bằng chữ N ạ. Ừ, chữ N. Tự nhiên ký hiệu bởi chữ N. Ok. Và chúng ta kể tập hợp số tự nhiên ra này. Nếu liệt kê chúng ta bắt đầu từ số 0, số 1, số 2, số 3, vân vân đến vô tận đúng không? Đây là chúng ta liệt kê tập số tự nhiên đây này. Này, và mỗi cái số 0, số 1, số 2, số 3 vân vân ở trong đây này, trong N này này, nó là một phần tử của tập hợp số tự nhiên. Đúng không? Mỗi thằng này là một phần tử. Đấy. Thì thầy là mỗi cái phần tử của N sẽ được biểu diễn bởi một điểm ở trên tia số. Tia số là cái chúng ta đã học học rồi. Các bạn có nhớ tia số là cái gì không? Nào bây giờ thầy vẽ tia số nhá. Nào lấy thước ra vẽ tia số này. Vẽ thầy tia số này. Nào chúng ta vẽ tia số nhá. Cái này nó hơi đẻo, cái này của thầy nó hơi hơi bị đẻo một tí, nhìn này. Cái mép nó ngoằn ngoèo. Cái Ikea này hơi hơi đẻo. Nào bắt đầu từ số 0 nhá. Ví dụ thầy vẽ đến 12 đi. Các bạn vẽ thầy một cái đoạn thẳng dài 12 cm đi. Sau bạn chia cho thầy các vạch ra, mỗi vạch là 1 cm được không? Nha, chia thầy mỗi vạch là 1 cm. Đấy, chia đi. Chia sẵn luôn. Đấy, thôi ví dụ thầy chia 11 vạch thôi. Còn cái đầu cuối cùng này thầy đánh là mũi T. Nhá. Đấy, đầu này thầy đánh mũi T. Đấy, nhìn thầy chia ra các vạch này. Đấy, chia thầy mỗi vạch 1 cm. Ví dụ ở đây thầy chia ra 11 vạch. Ok chưa? Thì cái vạch đầu tiên này này. Đấy, vạch đầu tiên hay là cái điểm đầu tiên ấy là điểm gốc. Nhá, đây đây là gốc này. Đây là gốc. Thì cái điểm này nó ứng với số 0. Được chưa? Tiếp theo tương tự như vậy, các số tăng dần lên 1 2 3 4 5 này, 6 7 8 9 10 và như cái tia số này của thầy biểu diễn là 11. Nha, nó còn rất nhiều nữa. Nhưng chúng ta biểu diễn trong cái khuôn khổ quyển vở mình biểu diễn bằng này thôi để tượng trưng. Nha, các em vẽ vở đi. Đã không chưa nào? Nào, thế vậy mình nhìn ở đây nhá, trên cái tia số này có điểm rất hay. À, cho bạn xem cho thầy này. Bây giờ thầy đang muốn là hỏi các bạn nhá, vị trí này, thầy muốn hỏi vị trí một chút này. Hỏi chấm này. Thầy muốn hỏi các bạn là về bây giờ quan sát cho thầy vị trí. Ví dụ là cổ số 4 và số 7 đi. Nào, vị trí của số 4 và số 7. Thì số nào nằm bên trái, số nào nằm bên phải các bạn nhỉ? Nào, ai biết giơ tay này. Số 4 số 7, số nào nằm bên trái, số nào nằm bên phải vậy? Nào. Ai biết giơ tay nào. Số 4 và số 7 trên cái tia số này. Số nào là phía bên trái, số nào là phía bên tay phải? Trang Nhung. Con thưa thầy là số bên trái thì là số 4, còn số bên phải là số 7. À, nếu mà so số 4 với số 7 thì đương nhiên là số 4 là bên trái. Số 4 là bên trái. Số 7 ở bên phải. Mà mình lại còn biết thế này. À, mình biết là 4 thì lại nhỏ hơn 7. Cái này hiển nhiên là anh biết đúng không? Vậy rõ ràng là trên cái tia số này, số nào bé hơn nằm bên phía tay trái. Đúng không nào? Số nào lớn hơn sẽ nằm bên phía tay
tay phải. Ok không? Đấy, nên khi mình so hai số nhá thì số nào bé hơn sẽ nằm bên phía tay trái, số nào lớn hơn sẽ nằm bên phía tay phải. Nào ta ghi này, ta đúc kết một cái đó là đánh dấu sao đi. Trên tia số. Đấy, trên tia số. Số nào lớn hơn nằm bên nhá. Vậy số nào lớn hơn, à số nào bé hơn, số nào bé hơn nằm bên trái. Đấy, số nào lớn hơn thì bên tay phải nhá. Số nào bé hơn thì nằm bên trái. Cái này nó sẽ luôn đúng, kể cả sau này các em học các tập số to hơn nó cũng đúng luôn nhá. Cả sau này số nguyên này, số hữu tỉ, số vô tỉ, số thực vân vân, các số nó đều theo quy luật này hết. Số nào lớn thì nằm bên tay phải, số nào bé nằm bên tay trái. Nào bây giờ thầy hỏi nhá, thì có một cái câu hỏi sau đây. Quan sát trục số. Đấy, và điền dấu vào chỗ 3 chấm nhá. Thầy có một cái tia số như thế này. Nào các bạn vẽ vào thầy này. Thầy có một cái tia số như này. Được chưa? Chẳng hạn đây là số 0. Thầy có một số bất kỳ ở đây, chẳng hạn là số A. Số này và số này, một số là số B. Số này một số là số C. Được chưa? Thầy có một cái tia số như thế này. Thế thì đây thầy muốn so sánh các số với nhau, ví dụ A với B. Đấy. C với B. Đấy. Và A với C. Đấy chưa? Thầy muốn điền cái dấu vào đây. Nào các bạn chép xong đề bài này, gõ thầy kết quả của em vào trong phần chat. Ok. Các em hãy gõ cái kết quả câu trả lời của em vào phần chat. Em cứ làm trong bài xong đi đã, xong em gõ thầy. Để chúng ta đối chiếu. Các bạn để ý ở vị trí của nó nha, xem thằng nào là bên tay trái, thằng nào bên tay phải. Nha. Nó sẽ cho mình biết là thằng nào to hơn, thằng nào bé hơn, đúng không? Đây, rất nhiều bạn gửi đáp án lên rồi đây này. Các bạn đa phần các bạn ra là A nhỏ hơn B, C lớn B và A nhỏ hơn C. Thế mình kiểm tra thử nhá. Nào chúng ta cùng kiểm tra này. Ví dụ muốn kiểm tra sao đặt, nào mình có thể đặt hai ngón tay hoặc là một tay một bút này. A với B thì ok đấy. Hai thằng này A nằm bên tay trái thì nhớ cái bên trái thì bé hơn, vậy A bé hơn B nhá, đánh dấu bé hơn vào. C B thì ok, C B này thì B phía tay trái, B là thằng bé, B là bé hơn C đúng không, vậy thì C viết là C lớn hơn hơn B, dấu cho chuẩn. Rồi A với C thì A bên tay trái rồi, A sẽ bé hơn, A nhỏ hơn C, ai điền kết quả này là đúng nhá. Bạn nào điền giống thầy là đúng. Thật ra câu này là quá dễ rồi, câu này học sinh các em lớp 2 này, lớp 1, lớp 2 nó biết đúng không. Rồi, làm một cái câu hỏi khác. Từ bỏ cho này đi nhé, viết thêm một câu này nhé. Ví dụ chẳng hạn là, thầy ví dụ thôi nhé, để nói các bạn hình dung là, ví dụ là mỗi cái số ở trên đây thì biểu diễn ở một điểm nhá. Thế đấy ví dụ này, ví dụ là như là số... số 3 chẳng hạn sẽ biểu diễn bởi điểm 3 trên tia số. Đấy, hay là số 5 thì biểu diễn bởi điểm 5 trên tia số, kiểu vậy nhá. Hay là số 10 biểu diễn bởi điểm 10 trên tia số. Đấy, số 10 thì biểu diễn bởi điểm 10 trên tia số. Mỗi số là có một điểm nhá. Hay là chính là cái vạch của mình đấy. Đây này. Các cái vạch của mình đây này. Thực ra là nếu mà chấm cái điểm đến hơi nhiều khi hơi khó nhìn thì thường là người ta sẽ đánh thành cái vạch, nghe chưa? Người ta sẽ đánh thành cái vạch để cho dễ quan sát. Chứ nhiều bạn thắc mắc sao gọi là điểm mà lại thì lại đánh thành vạch. Nghe chưa? Người ta viết là vạch để chúng ta dễ quan sát. Hay như trước giờ mình hay vẽ đoạn thẳng AB ấy, các bạn nhớ không?
Rõ là bảo đoạn thẳng AB thế mà thầy cô này. Ngày xưa phải mình hay vẽ như này không? Hai đầu mình hay có cái này này. Đấy, đấy có cái vạch này. Thì A là một điểm, B là điểm, tại sao lại đánh thành vạch? Vẽ vạch này thì giáo sẽ dễ quan sát hơn, nghe chưa? Rồi thế vậy thì tương tự như vậy thầy hỏi một câu hỏi như thế này. Điểm biểu diễn số tự nhiên nào? Điểm biểu diễn số tự nhiên nào nằm ngay trước điểm 8 nào? Điểm biểu diễn số tự nhiên nào nằm ngay trước điểm 8? Ai biết giơ tay này? Điểm biểu diễn số tự nhiên nào nằm ngay trước điểm 8 ở trên tia số của mình? Rồi em nào có câu trả lời ấn giơ tay thì thấy chưa? Một bạn, các bạn khác đâu? Nào, điểm biểu diễn số tự nhiên nào nằm ngay trước điểm 8? Thảo Anh nào? Thảo Anh trả lời thầy xem nào. Dạ em cho thầy là số 7 ạ. À, điểm biểu diễn số là số 7 gì? Thì nằm ngay trước điểm 8. Ok, đúng rồi. Ta trả lời này. Điểm biểu diễn số 7 nằm ngay trước điểm 8. Rồi, thế câu hỏi nữa này. Điểm biểu diễn số tự nhiên nào nằm liền sau đấy, nằm liền sau điểm 999 nào? Gõ thầy cái phương án ra vào chat nào, đi xong đề bài gõ vào chat thầy xem. Điểm biểu diễn số tự nhiên nào nằm liền sau điểm 999? Nằm liền sau điểm 999. Ui thì dễ quá đúng không? Các em tự viết câu trả lời bỏ thầy đi. Viết tương tự như bài bài trên, ghi đi, điểm biểu diễn số. Tự ghi câu trả lời vào. Điểm biểu diễn số 1000 đúng không? Điểm biểu diễn số 1000 nằm liền sau điểm 999. Tự viết câu trả lời đi. Câu này easy quá đúng không? Câu hỏi khác, hỏi cái nữa. Đấy à. Cho n n nhỏ nhá là một số tự nhiên cho n là một số tự nhiên nhỏ hơn 7, cho n là một số tự nhiên nhỏ hơn 7. Câu hỏi đặt ra ở đây là gì? Điểm n nằm trước hay sau điểm 7? Nào, điểm N nằm trước hay sau điểm 7? Các bạn cho thầy câu trả lời vào phần chat. Điểm N nằm trước hay sau điểm 7? Đọc kỹ đề bài, nó bảo là một số tự nhiên nhỏ hơn 7. Đây là cái từ khóa quan trọng của bài toán này này. Nhỏ hơn 7. Rồi ok, hiển nhiên là nhỏ hơn 7 phải nằm trước đúng không các bạn? Hay là nằm bên tay trái đấy nhỉ? Đấy thì ta trả lời là gì? Điểm N. Đúng không? Trả lời là điểm N nằm trước điểm 7. Hay là nếu nói về về tay trái tay phải thì ra nó sẽ nằm bên tay phải. À nằm bên tay trái. Nằm bên tay trái điểm điểm 7 nhá. Ok, bên trái điểm 7. Nếu người ta hỏi có bên trái phải thì ta trả lời như vậy.
Ok, nào thầy chuyển ra đây thầy ghi tiếp này. Ghi ra thầy. Thì ở đây chúng ta sẽ có một số cái cần phải ghi nhớ nhá, một số cái cần ghi nhớ. À, chúng ta có số cái cần phải ghi nhớ ở trong cái phần này. Ghi nhớ. Nào, ghi nhớ có một vài điều sau đây. Điều thứ nhất. Điều nhất này. Trong hai số tự nhiên khác nhau. Trong hai số tự nhiên khác nhau. Đấy, luôn có một số nhỏ hơn số kia. Luôn có một số nhỏ hơn số kia. Đấy, đúng rằng nếu số A nhỏ hơn số B. Nếu số A nhỏ hơn số B. Thì trên tia số. Đấy, thì trên tia số A nằm trước điểm B nhá. Đấy, điểm A nằm trước điểm B. Đấy, cái này chúng ta ghi lại thôi, tổng kết lại thôi mà. Thì điểm A nằm trước điểm B. Khi đó ta viết đấy, A nhỏ hơn B như này. Hoặc là em ghi là B lớn hơn A nhá. Đó, chúng ta vẽ thêm một cái tia số vào đây để minh họa lại cho cái ghi nhớ này của mình. Thêm thành một cái tia số vào đây. Đấy, đây là 0 nhá. Đây là A này. Điều đây là B. Đấy, A nằm bên tay trái hay A nằm trước? B thì nằm sau nhá. Nằm trước này. Đây, nằm sau này. Nhớ là cái chiều của tia số luôn luôn là từ trái qua phải các bạn nhá. Cái này các bạn được biết từ trước rồi. Đấy, đây là cái ghi nhớ thứ nhất. Ý thứ hai của phần ghi nhớ đó là mỗi số tự nhiên. Mỗi số tự nhiên có đúng một số liền sau. Mỗi số tự nhiên thì có đúng một số liền sau. Số nào cũng có số liền sau các bạn nhé. Ví dụ liền sau số 0 là số 1. Liền sau số 9 là số 10. Vân vân như vậy. Được chưa? Đấy, mỗi số tự nhiên thì có đúng một số liền liền sau. Ví dụ này. Ta ghi này. Ví dụ như là số 7 là số liền sau của số 6 đúng không? Đấy, số 7 là số liền sau của số 6. Như vậy là số 6 sẽ là số liền trước. Thế là số 6 sẽ là số liền trước của số 7. Đó. Tuy nhiên là trong cái tập hợp số tự nhiên ấy, thì nó lại không có số liền trước của số 0. Đúng không các bạn? Đấy, số 0 thì có số liền sau nhưng mà không có số liền trước. Đấy, một ví dụ khác là mình nói này. Ví dụ đây là chỉ trong tập hợp số tự nhiên đấy nhá. Trong tập N đấy, thì số 0 không có số liền trước. Không có số liền trước đấy, phải chỉ có số liền sau. Liền sau là 1 đúng không? Đấy, trong tập hợp số tự nhiên N thì số 0 nó không có số liền trước đấy, tại vì cái số 0 là cái điểm đầu tiên rồi. Trước làm gì có cái gì đâu. Không có. Đó. Rồi, đấy là cái ý thứ hai nhá, cái ghi nhớ là cái ý thứ hai. Ý thứ ba chúng ta cần phải nhớ đó là, thầy nói các bạn, đó là một cái tính chất giúp mình làm bài tập so sánh nhá.
Tôi gọi là tính chất, là tính chất bắc cầu. Ghi thầy này. Tính chất bắc cầu. Tính chất bắc cầu. Nếu thầy có này. Nếu thầy có A nhỏ hơn B. À, và B của thầy lại nhỏ hơn C. Thì này, A nhỏ hơn B xong B nhỏ hơn C, vậy thì thầy sẽ suy ra được là A sẽ nhỏ hơn C. Thì tính chất như này gọi là tính chất bắc cầu. Ok chưa? Đấy, A nhỏ hơn B, B nhỏ hơn C, suy ra A nhỏ hơn C. À, đây chúng ta đóng khung cái tính chất này này lại. Nha, nó giúp mình cho các bài tập so sánh. Các em nhá. Các bài tập làm về so sánh thì cái tính chất bắc cầu này có thể được vô đây để sử dụng. Nha, thầy có một câu hỏi. Rồi ghi nhớ các bài ý thôi nhá. Xong rồi. Thầy có một câu hỏi. Các bạn trả lời thầy này. So sánh hai số. Được chưa? So sánh hai số m này. Thì có số m bằng. Các bạn ghi số này. 12.036.001. Đấy, và số n bằng 12.035.987. Nào, các em cho thầy cái kết quả của em vào trong phần chat thầy xem nào. So sánh hai số này. Rồi ok, câu này quá dễ đúng không? Mình thấy là bạn nào cũng ra được là m lớn hơn n rồi. Đúng không? Thì hiển nhiên là cái số 12.036.000 nó phải lớn hơn 12.035.000 rồi. Bất kể ba số sau là cái gì không quan trọng, đúng không nào? Chúng ta học so sánh cái số này từ hồi tiểu học rồi. Làm rất là tốt như bài này rồi, m lên lớn n. Thế vậy thì khi m lớn bằng n rồi này thì họ có một câu hỏi phụ nữa ở đây. Đấy, trên tia số thì số nào nằm trước? Nào các bạn trả lời thầy xem nào. Trên tia số thì số nào nằm trước? Nào gõ đáp án. Thì hiển nhiên là trên tia số, số nào bé nằm trước. Vậy là kết quả ở đây sẽ là gì? Số n. Rồi nhá. Rồi xong. Bài tập này quá đơn giản rồi các bạn. Không có khó khăn gì cả. Nào. Nào thầy chuyển này. Nào. À, một bài tập khác hỏi chấm ghi ra thầy này. Ghi ra thầy này, tại một cửa hàng. Tại một cửa hàng này. Số tiền thu được. Số tiền thu được vào buổi sáng. Số tiền thu được vào buổi sáng nhiều hơn vào buổi chiều. Số tiền thu được vào buổi sáng nhiều hơn vào buổi chiều. Tiếp theo này. Số tiền thu được vào buổi tối. Số tiền thu được vào buổi tối ít hơn vào buổi chiều. Câu hỏi đặt ra là so sánh số tiền thu được vào buổi sáng và buổi tối. So sánh số tiền thu được vào buổi sáng và buổi tối. Ok. Các em viết vào vở mình đi. Để làm được cái câu câu hỏi của thầy thì chúng ta dùng cái tính chất gì ý nhỉ? Các bạn nhỉ? Bảo Linh. Ở đây dùng tính chất gì để giải quyết đấy?
Em thưa thầy là tính chất bắt cầu. Đúng rồi, ở đây mình đây, nếu mà thầy phân tích đề bài thì thấy này, thầy lọc ghi thông tin quan trọng thầy lấy ra, ví dụ đây là mình thấy là buổi sáng nhiều hơn buổi chiều, đúng chưa? Sáng thì hơn chiều nhá, tiếp theo lại buổi tối thì lại ít hơn buổi chiều, đúng không? Sáng thì nhiều hơn buổi chiều, tức là mình hiểu à nó là dấu lớn lớn hơn sáng, lớn hơn chiều. Tối lại ít hơn chiều, tức là tối nhỏ hơn chiều, đúng không bạn? Đấy, nhiều khi ta chỉ lọc thông tin quan trọng đây, nhìn thấy lọc ra chưa? Sáng thì hơn chiều này, chiều như này là chiều hơn tối, đúng không? Vậy nhìn tối ít hơn buổi buổi sáng rồi, hay là buổi sáng thì nhiều hơn buổi tối. Vậy ta sẽ kết luận ở đây là nói gì nhỉ? Số tiền thu được vào buổi sáng nhiều hơn vào buổi tối nhá. Đấy, sở dĩ có được điều này là do mình dùng tính chất bắc cầu, đúng không nào? Đấy, mình sẽ dùng tính chất bắc cầu là mình sẽ thấy. Rồi, bây giờ thầy sẽ giới thiệu các bạn một cái mới bây giờ mới được học. Nha, một cái mới bây giờ mới được học. Và thầy dạy các bạn hai ký hiệu rất là hay sau đây. Ký hiệu này. Thực ra trong sách thì họ viết thế này này. Thực ra trong sách thì họ viết như này. Đấy, như này. Nhưng mà thầy bình thường khi viết tay chúng ta hay nên viết như này nhá, chúng ta nên viết thế này, bởi vì viết thế này nhiều khi nó bị dính vào đây này. Đấy, viết nó bị dính vào đây này, nó không ok nhá. Sách thì họ viết thế này, cái gạch ngang này nó nằm bằng, nhưng mà trong vở thì các em nên viết thế này, khuyên đấy nhá. Đấy, mà viết thế này nó sẽ đỡ bị dính vào đây này. Ví dụ đây này là gần gần dính vào đây chưa. Đấy, thôi bạn đừng viết này nữa, viết thế này thôi nhá. Viết thế này ai cũng hiểu mà không bao giờ bị nhầm lẫn luôn. Và cái ký hiệu này nó có tên gọi như sau. Ký hiệu đầu tiên này này, nó có ký hiệu là gọi là lớn hơn hoặc bằng. Tên là lớn hơn hoặc bằng. Bạn thấy nó là cái sự kết hợp, nó là sự kết hợp của dấu lớn hơn và dấu bằng không bạn? Nó là sự kết hợp của dấu lớn hơn và kết hợp thêm dấu bằng vào đấy, gọi là lớn hơn hoặc bằng. Cái ký hiệu thứ hai này nó tên gọi là nhỏ hơn hoặc bằng. Đây là sự kết hợp của dấu nhỏ hơn và dấu bằng. Tức là trong cái ký hiệu này là nó có hai trường hợp xảy ra. Các bạn lưu ý nhá. Nó có hai trường hợp xảy ra. Này giờ đây là thầy giải thích này. Nếu người ta viết thế này. Nếu người ta viết như này nhá. Đây này, ví dụ viết A này. Nhỏ hơn hoặc bằng B này chẳng hạn. Đây này, nhìn cách thầy viết này. Được chưa? Nếu viết như này thì ta sẽ hiểu là như thế nào? Chúng ta sẽ hiểu là số A này này nhỏ hơn hoặc bằng số B. Nhỏ hơn hoặc bằng số B. A của mình sẽ nhỏ hơn hoặc bằng B nhá. Đấy, khả năng thứ nhất là A nhỏ hơn B, đúng không? Khả năng thứ hai là gì? A bằng bằng B, đúng không? Đấy thì mình hiểu ở đấy, hiểu như thế hoặc là gì? Hoặc là mình hiểu là A bằng B hoặc A nhỏ hơn B. Đấy, có hai khả năng xảy ra. Này mình hiểu là A này nhỏ hơn B này hoặc là A bằng B. Đây này, ví dụ thầy dùng cái ký hiệu này, sau này các bạn sẽ học nhiều hơn này, lên lớp trên nó học nhiều hơn thì ký hiệu này có nghĩa là hoặc. Một cái ngoặc vuông như này này. Nó có nghĩa là hoặc các bạn nhé. Đấy, trong toán học thì ký hiệu này nó gọi là hoặc. Đấy, A nhỏ hơn B hoặc là A bằng B thì người ta ký hiệu chung thành là gì? A nhỏ hơn hoặc bằng B. Viết thế này cho gọn, hiểu chưa? Viết này nó gọn. Tương tự như vậy, nếu mà ta viết như này, nếu mà ta viết A đây lớn hơn hoặc bằng B này, nhìn này, nếu viết A lớn bằng B này thì mình sẽ hiểu là
A này lớn hơn hoặc bằng bằng B. Đấy, thì đây nhá, A lớn hơn B này, hoặc là A bằng B. Đấy, A sẽ lớn hơn B hoặc là A bằng B. Bây giờ thầy sẽ lấy ví dụ về cái ký hiệu này cho các bạn hình dung nhá. Thầy sẽ lấy ký ví dụ về ký hiệu này, lớn hơn hoặc bằng có nhỏ hơn hoặc bằng này nhá. Các bạn ghi với thầy này. Dòng chúng ta ghi ví dụ. Nào, ví dụ. Các bạn thầy cho tập hợp sau đây. Nhá, thầy cho tập hợp A này là các số tự nhiên. Sao cho? Được chưa? Sao cho này. X nhỏ hơn hoặc bằng 5. Đấy. Sao cho x nhỏ hơn hoặc bằng 5. Tức là có thể là gì? Mình hiểu nó là nhỏ hơn 5 hoặc là bằng 5. Nào, thế vậy thì nhờ bạn nêu cho thầy theo cái cách là liệt kê tập hợp A nào. Nào, hãy liệt kê thầy các phần tử của A. Liệt kê thầy các phần tử của A. Bạn nào biết nào, bạn nào liệt kê được nào? Thiện nhân nào? Thiện nhân nêu thầy cho nào? À, 0, 1, 2, 3, vậy 4. 0, 4 rồi, 0, 1, 2, 4 rồi. 5 có được không? Được. Có được không? Có được không nhân? Nhỏ hơn hoặc bằng 5, tức là nhỏ hơn 5 hoặc là bằng 5. Số 5 được không? Có nhá. A của mình sẽ là 0, 1, 2, 3, 4 và cả thêm số 5 cho thầy nhá. Tức là ta thêm một cái trường hợp là bằng 5 vào đây. Hiểu cách chưa nhỉ? Đó, đây là tập hợp A. Xong nhá. Thế bây giờ thử cái này nào. B xem nhá. Làm thầy cho là ra gì? X thuộc N sao? Sao cho x nhỏ hơn hoặc bằng 7. Rồi các bạn tự viết ở vở mình trước đi. Tự viết thầy tập B ở vở trước đi đã. Đấy, sau đó gõ ở phần chat thầy xem. Rồi ok, các bạn chính xác rồi đó. Ở đây nhớ là e thuộc n sao thì n x ở đây không thể là số 0 được, nó bắt đầu từ số 1 đúng không? Và nhỏ hơn bằng 7 nên là có số 7 nữa. Nào, theo thầy tập C này. Suy ra thầy C nào, tự viết C nào. Tự viết C. Ở đây các bạn thấy này, à số của ta là gì? Là số tự nhiên mà lại gì? Lớn hơn hoặc bằng 3. Đấy, nhỏ hơn 6. Vậy thì ở đây có số 3 nhá. Sẽ là bắt đầu từ số 3, 4, 5. Số 6 không được nhá. Vậy đây có 3 phần tử là 3, 4, 5. Ok chưa? 3 phần tử là 3, 4, 5. Đấy, đây là ví dụ của thầy. Bạn hình dung được về cái lớn hơn bằng nhỏ hơn bằng chưa? Được chưa? Rồi. Chúng ta có một cái câu hỏi sau đây. Hỏi chấm. Trong các số này. 3, 5, 8, 9. Số nào thuộc tập A? Đây là x thuộc n này. Sao cho x lớn bằng 5. Vậy số nào thuộc tập B? Đấy, số nào thuộc tập A, số nào thuộc tập B?
Rồi. Các bạn suy nghĩ nào. Xong là cho thầy cái phương án của bạn. Gõ thầy cái phương án của mình vào phần chat. Nào mình cùng xem nhá. Nào thầy chữa các bạn này này. Các bạn trình bày bài này chưa ok, chưa biết cách viết. Hiểu thì hiểu nhưng mà chưa biết cách viết. Ở đây mình hiểu này, A là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn là bằng 5 đúng không? A là các số tự nhiên lớn hơn là bằng 5 này. B thì là các số tự nhiên là gì? Nhỏ hơn là bằng 5. Thế vậy thì đầu tiên là thấy A. Đầu tiên là mình thấy là số 3 là gì? B 3 là thuộc B đúng không? Đi này. Hiểu chưa? Phần tử thuộc tập hợp. Đó. Tiếp theo này, 5 này. 5 nó thuộc A. Và nó cũng thuộc cả B luôn. Đúng không các bạn? 5 nó thuộc cả hai ông này luôn. 5 vừa thuộc A vừa thuộc B. Ồ. Đấy. 8. 8 thì mình thấy là 8 nó lớn bằng 5 đúng không? Nên là 8 phải thuộc A. Tương tự 9 cũng vậy. Hiểu ý chưa? Đấy, ta sẽ viết thế này. Viết thế này nha, chứ không phải là em ghi là A bằng ra đâu nhá. Đó, đấy, hoặc là tách ra như đấy. Ghi ra đấy. Vì trong toán học của mình có cái rất hay, đó là chúng ta dùng được ký hiệu. Thấy chưa? Chúng ta dùng được ký hiệu. Nó sẽ làm cho bài trình bày của mình nó rất là ngắn, mà nó vẫn đúng. Thấy chưa? Hồi xưa mọi thứ chúng ta đều viết bằng lời, rất là dài. Thì lên cấp 2, cấp 3 dần chúng ta có học được rất nhiều ký hiệu. Thì làm cho cái bài trình bày của em nó ngắn đi. Mà tính chất của nó thì nó vẫn đúng như vậy, không sai gì cả. Rất là tiện lợi. Rồi, ghi thầy một cái dấu sao. Rồi, chú ý. Chú ý này. Nó là tính chất bắc cầu. Tính chất bắc cầu. Nó sẽ đúng trong cả các trường hợp. Đúng trong cả trường hợp là lớn hơn bằng hoặc là nhỏ hơn bằng các bạn nhé. À, tính chất bắc cầu thì đúng trong cả trường hợp lớn bằng hoặc nhỏ hơn bằng. Ví dụ này. Ví dụ này, ví dụ thầy có A nhỏ hơn bằng B. Đấy, xong lại B lại nhỏ hơn bằng C. Như này này chẳng hạn này. A nhỏ hơn bằng B. B là nhỏ hơn hoặc bằng C. Thì từ đây mình sẽ suy ra được là sẽ A sẽ nhỏ hơn hoặc bằng bằng C. Hiểu cách chưa? Đấy, ta vẫn bắc cầu được. Đấy, hay là mình có giống ngược lại, ví dụ A lớn bằng B này. Đấy, B lớn bằng C. Thì từ đó thì bắc cầu thì ra được A lớn hơn hoặc bằng bằng C. Đấy. Đấy là hai cái ví dụ rất là dễ đơn giản của nó. Đấy, vừa rồi là toàn bộ cái nội dung kiến thức của cái bài tập, cái bài số 3 hôm nay nhá. Đây là toàn bộ cái phần của bài 3. Đấy, các em ghi hết các tập đầy đủ ở trong vở mình đi. Nào, chúng ta sang ghi thầy sang phần B. Bài tập. Bài số 1 này. Bài số 1. Một này, vẽ tia số và biểu diễn, vẽ tia số và biểu diễn số 5 và số 10 đấy, trên tia số đó, vẽ tia số và biểu diễn số 5 và số 10 trên tia số đó. Nào, bây giờ thầy sẽ làm mẫu cho các bạn nhé. Yeah, vẽ tia số biểu diễn số 5 và số 10 trên tia số đó. Thì ở đây chúng ta có thể có hai cách thế này. Đấy chưa? Ví dụ ở đây là 10 thì ok, thầy vẽ là thầy sẽ vẽ là chia ra làm 10 luôn. Chia ra làm 10 phần. Nào. Thầy sẽ vẽ một đoạn thẳng nó dài hơn 10 nhá. Ừ, nhưng mà thầy chia là 10 phần. Đấy đi, chia là 10.
Đấy, nên đây là 10 này. Thì cho đây 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 là điểm 0 này. Đấy, để chia ra chia số đây. Thì rõ ràng là mình đếm nhá, đây là 0 này. 1 2 3 4 5. Thì đếm lại nhá. 0 này, 1 2 3 4 5. Vậy cái vạch này, cái điểm này là số 5 này. Điền số 5 ở đây. Đúng chưa? Đếm tiếp này. 6 7 8 9 10. Đây là 10. Đúng không? À, đây là cách biểu diễn thứ nhất, cách số 1. Cách 1. Nào, cách thứ hai này, bây giờ thầy có biểu diễn cách thứ hai. Ồ, thầy phát hiện ra một điều là cái số 10 ấy, số 10 nó gấp đôi số 5. Đúng không bạn? Thầy phát hiện là số 10 nó gấp 2 lần số 5, gấp đôi. Thế thầy vẽ thế này thôi này. Đôi khi chúng ta trên trục số chúng ta không nhất thiết phải vẽ hết ra. Nó không nhất thiết phải vẽ hết ra, thầy chỉ vẽ tượng trưng thôi. Người ta chỉ cần 5 với 10 gì, thầy vẽ đúng hai vạch. Cho 5 với 10, ví dụ nhá. Thầy có thể vẽ dài này hoặc thầy vẽ ngắn được. Ví dụ thầy vẽ đây, ví dụ thầy vẽ 6 cm thôi chẳng hạn. Đấy, ví dụ đây là 6 nhá, vạch này vạch có số 6 này. Thấy chưa, đây là 6 này. Thì thầy có thể vẽ một nửa nó là 3. À, đây nhá, đây ví dụ đây là thầy vẽ hai đoạn này. Thì đây vẫn là ô này, vẫn là 0 này. Ờ, thì thầy vẽ luôn ở đây là, đây sẽ là 5. Và đây sẽ là 10. 10 của thầy nó gì, nó gấp đôi 5 mà. Thì thầy chỉ vẽ là 10 là một đoạn thẳng dài gấp đôi đoạn thẳng 5. Thế là được. Không nhất thiết này, không nhất thiết phải vẽ các điểm trong đây ra. Hiểu ý chưa? Nhá. Tùy vào mục đích sử dụng của mình, cái tia số này để làm gì thì chúng ta sẽ vẽ cái trường hợp tương ứng. Trong bài này vẽ hai cách này đều đúng các bạn nhá. Rồi, vẽ hai cách này đều đúng. Trong bài này. Ok chưa? Để các em ghi vào đi. Các em lưu ý trong trường hợp này là mình thấy là phát hiện là gì, cái cách hai này. Cách hai này chỉ vẽ khi là các cái số này nó có, mình thấy nó gấp được nhau thì vẽ thế này nhá. Đấy, khi mà các cái số này nó không gấp nhau thì đừng vẽ cách hai nhá. Đấy, mà hoặc ra là cách hai chỉ sử dụng khi các cái số cần biểu diễn gấp nhau nhá. Ví dụ gấp nhau một số lần là bao nhiêu đấy, chỉ biết là nó gấp. Đấy, nó hơn bao nhiêu lần đấy. Hiểu ý chưa? Rồi. Tương tự như vậy này, các bạn làm cho thầy áp dụng dưới. Nào, xuống dòng áp dụng. Thì vẽ tia số và biểu diễn số 3 và số 9 trên tia số đó. Thầy yêu cầu các bạn làm hai cách. Nào, làm hai cách. Các em vẽ vào trong vở. Nào, làm vào trong vở, sau đó chụp gửi đến nhóm Zalo nhá. Nghe chưa nào? Chụp gửi nhóm Zalo nhá. Để mình chấm bài. Nào các bạn quan sát này. Bài này các bạn vẽ con số bạn vẽ chưa chính xác này. Ở đây này, tại sao thầy lại vẽ hai đoạn như này? Bạn nhìn này. Vậy đấy là 10 nó gấp đôi 5 thì vẽ thế này. Mình vẽ thì vẽ đúng chứ. Nào, đầu tiên nhá, nếu mà vẽ theo cách mà vẽ đủ hết các vạch ra này. Người ta vẽ nhá. Nếu vẽ đủ hết các vạch ra, ví dụ cần vẽ đến 9 thì vẽ quá đến 10 đi. Đó chia ra. Được chưa? Đấy, mũi tên này. Giờ đây nhá, 1 2 3 đúng không? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thì đây sẽ là 9. Tuy nhiên nếu mà để muốn vẽ theo cái cách mà chúng ta vẽ mỗi 3 với 9 thôi ấy, thì ta sẽ vẽ thế này. Mình để ý là 9 nó gấp 3 lần của 3. 9 nó gấp 3 lần của 3. Đúng không nào? Thế vậy ta vẽ thế này. Các bạn có thể vẽ một đoạn thẳng nó ngắn hơn cũng được. Thấy chưa?
Ví dụ thầy vẽ chỉ vẽ đến 6 thôi. Hiểu không nhỉ? Vẽ đến 6 thôi thì mình chia làm 3 phần, mỗi phần là 2 không? Cái vẽ dư ra một phần để cho cái mũi tên. Nhìn này. Thầy chia đúng 3 phần. Các em vẽ lại phần này đi. Chữa lại theo thầy nào. Không này. Thì đây nha, mỗi phần là 3, ừ, nếu đây là 3 này thì đây sẽ là 6 không? Và đây sẽ là 9. Đấy nha, các bạn vẽ thêm cho thầy cả cái phần này nữa. Đấy, vẽ thêm cả thầy cả các bạn cả giữa này nữa này. Thì thể hiện nó mới rõ là ở việc 9 nó gấp 3 lần số 3. Thì như thế này nó mới đúng, nghe chưa? Nhờ bạn vẽ hai đoạn bằng nhau là hỏng rồi, nghe chưa? Ở đây 9 nó gấp 3 lần cơ mà. Thì đoạn của từ 0 đến 9 ấy nó phải là dài 3, phải chiếm 3 phần. Đoạn từ 0 đến 3 là 1 phần thì đoạn từ 0 đến 9 là 3 phần. Ok chưa? Vẽ lại đi, chữa lại bài đi. Nào, ta sang bài tập tiếp theo, bài số 2 nhá. Bài 2 này. Đi ra thầy. Bài 2. Nào, viết các số liền trước và liền sau của hai số sau đây này. 3532 và thêm một số nữa là 3529. Đấy, viết các số liền trước và liền sau của hai số này. Yêu cầu thứ hai là sắp xếp các số đó. Đấy, theo thứ tự từ bé đến lớn. Nha, sắp xếp các số đó theo thứ tự từ bé đến lớn. Nào, bây giờ mình sẽ đi mình giải cùng với nhau nhá. Ý thứ nhất này. Nào, bây giờ để trả lời này, số liền trước của 3532 sẽ là, nào, số liền trước của 3532 là, nào, số liền trước của 3532 là gì đây? Hiệp trả lời thầy nào, Hiệp nào. Liền trước của 3532 là số nào? Thưa thầy là 3531 ạ. Rồi, ok, 3531. Tiếp tục nào, số liền sau của 3532 là, thầy hỏi bạn khác này, liền sau của 3532 là số nào đây, Quỳnh Hương? Dạ, em thưa thầy là 3533. Ừ, 3533. Đấy là thầy, là thầy xong số đầu tiên nhá. Thầy đã hỏi xong liền trước liền sau của thằng này rồi. Tương tự như vậy bạn biết là thầy cái chỗ còn lại. Đấy, tiếp tục xuống số liền trước của 3529 là số liền sau của 3529 là, đấy biết là bỏ đi. Cần chưa? Nào, liền trước của 3529 là số nào vậy? Thế Quang đang nghịch cái gì đấy Quang? Trả lời thầy. Chỗ này viết cái số nào vào đây? Nào, trả lời nhanh. Liền trước của 3529 là số nào? Là số 3528 ạ. Ờ, chú ý vào. Không phải vừa học vừa nô nghịch đâu. Ghi bài đã. Mình ghi đã chậm thì mình còn không chú ý. Nào, liền sau của 3529 là số nào đấy, Khánh Thư? Nơi thầy là số 3530 ạ. Ừ, 3530, ok.
Thế vậy ở đây mình sẽ được rất nhiều số. Ở đây là cụ thể mình có 6 số tất cả. Được chưa? Ở đây mình sẽ có 6 số tất cả. Bây giờ mình cần sắp xếp nữa nhá. Đấy, sắp xếp 6 cái số này em nhìn này. Nó có 352, 3532 này, xong hai số này. Là liền trước liền sau, xong vào 3529 hai số này. Được chưa? Các mình sắp xếp nhá. Ra sẽ ghi là sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn. Đấy. Sắp xếp từ bé đến lớn nào. Bé nhất ở đây là số nào đây? Bé nhất đây số nào nhỉ? Vi Anh nhỉ? Bé nhất là số nào? Con thưa thầy là 3530 ạ. Bé nhất mà. 3530 sao bé nhất được? Nhìn kỹ lại. 3528 ạ. Đúng rồi, 3528. Sau đấy tăng dần lên là 3529 này. Đấy, 3530. Sau đến 30 đến 31 này. 3531. 3532. Và 3533. Đấy, thế là mình đã sắp xếp xong 6 cái số đấy. Đấy là bài số 2 nhá. Nào chúng ta ghi bài tập số 3. Liệt kê các phần tử. Liệt kê các phần tử của mỗi tập hợp sau. Liệt kê các phần tử của mỗi tập hợp sau. Đấy, câu A. Tập hợp M. X thuộc N sao cho này. 10 nhân bằng X nhỏ bằng 15. Đấy. Các em ghi đâu làm luôn lên đấy nhá. Ghi đâu làm luôn đấy. Cái này suy luôn ra M thầy bằng 7 luôn. Ghi đến đâu làm luôn đấy. Rồi ok, các em viết đi, làm luôn. Nào thầy ghi cái đáp án của bài này nhá. Các bạn đối chiếu là bài của mình này. Bài của em đã được các chị chấm rồi đấy. Giờ thì ghi cái phương án đáp án đúng ở đây. Tập M liệt kê ra này. 10 nhỏ bằng x nhỏ bằng 15. Thì bắt đầu từ số 10 này. 11, 12, 13, 14. Và đây có cả số 15 đúng không? Mình nhìn này, có cả dấu bằng ở số 15 này. Đây là có cả số 15 nhá. Tiếp theo là N. N ở đây thầy x thuộc N sao. Tức là gì? Số tự nhiên khác không thì bắt đầu từ số 1. 2. 3. Và tương tự như vậy P. Nhưng mà P ở mình là x thuộc N. Tức là lấy cả số 0. Đấy nhá. Đấy. Thì đây là ba cái đáp số cho cái bài của mình. Ok, bài về nhà lát nữa thì sẽ gửi lên nhóm nha các bạn nhá. Lát nữa thì sẽ gửi vào nhà lên nhóm. Bây giờ các bạn nhiệm vụ của bạn là chụp vở nhá, chụp vở. Chúng ta gửi lên là làm bài tập. Thầy dặn này, nhớ là mai học nhá. Mai học hình, chuẩn bị vở để ghi vở hình nhá, ghi riêng ra. Mai học hình lúc 16 giờ 15 nhá. Được.
Rồi ok, các bạn nghỉ đi. Đó, 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 đó.